Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng với phần đầu tiên, đó chính là đi tìm tần số. Xin mời mọi người chào đón bốn hình bóng sau đây. Tan tan ta da. Bốn cô nàng có một đặc điểm chung, đều là tóc dài hết, mỗi người một kiểu. Em thích tóc ngắn không để chị ban chồng chị ngồi? Dạ em thích chị rồi đó. Dạ vậy hả? Chị ngắn thôi, rồi. Bỏ sẵn rồi. Rồi bây giờ xin mời bạn ở vị trí số 1 giới thiệu về mình ạ. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 ngày trôi, biết anh giờ có nhớ về em hay nhớ về ai? Bao ngày thật là dài khi em không có anh bên cạnh, em cảm thấy rất xa lạnh. Phải làm sao để mình hiểu thấu khi mình không ở bên nhau? Dễ thương quá. Chào anh, em là Tiểu Nhi, em 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra em cũng có làm nên diễn viên và chụp mẫu lookbook. Em học chuyên ngành thì sau này em ra em sẽ làm nghề gì? Dạ em học về ngành y dược ạ. Y dược. Sau này em ra là em có thể đứng quầy bán thuốc được? Dạ em có thể làm các ngành liên quan về thuốc, như làm công ty dược phẩm, hoặc có thể làm trong bệnh viện, hoặc có thể mở được quầy thuốc ạ. Ví dụ mà giờ người ta làm vừa đạo diễn nè, vừa diễn viên nè, vừa phòng dẫn nè, hậu kỳ tiền kỳ được gì, người ta mệt có cách nào để cho anh khỏe không? Dạ chỉ cần có em ở bên là anh trẻ rồi chị. Trời ơi, em là liều thuốc hiệu quả nhất luôn á Cưng ơi. Mời bạn số 2. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Hiền Anh, năm nay em 22 tuổi và hiện tại em đang là MC và ca sĩ. Em có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, mọi thứ xung quanh em trôi qua đều liên quan đến nghệ thuật và âm nhạc. Em có một sở thích rất là đơn giản là sau khi mỗi giờ làm việc, em rất là thích gặp những người bạn của em. Trong nhóm em thì bạn nào cũng có đôi có cặp cả rồi. Ngày hôm nay em mong là sau khi tham gia chương trình thì những buổi hẹn tiếp theo của em sẽ có một chàng trai đi cùng với em. Trời lưu loát quá à, nói chuyện duyên dáng. Em nghĩ làm như đài phát thanh và kể chuyện đêm khuya. Dạ. đều lên đều xuống vậy đó. Hai anh chàng ngoài đây được cái điển trai em ơi, có duyên lắm. Mà quan trọng là nãy hai cô gái này đều có dính dáng tới nghệ thuật. Dạ. Cho nên tự tin trong cái cách mà giới thiệu về mình. Đúng vậy. Nói chuyện rất là lưu loát. Mời bạn ở vị trí số 3. Ba nè. Anh nhà ở đâu thế? Ở đây. Cứ tê lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Việt Hương, xin chào anh Hoàng Rapper và chào hai anh. Em tên là Trương Mạng Ngọc, em 21 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Tài chính Marketing. Sau này em ra em làm cái nghề gì? Dạ em học về bên marketing, bên truyền thông ạ. Có dính dáng tới sổ sách và con số không? Dạ không, em học về bên quảng cáo agency. Dạ, mời bạn ở vị trí số 4. Dạ, em chào chị Việt Hương, chào anh Hoàng Rapper, chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Thị Quế Nhi, em 20 tuổi, em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Quan điểm trong tình yêu của em là không cần chúng ta hợp nhau như mọi mặt, chỉ cần trái tim chúng ta luôn hướng về nhau là được. Em đến từ Tiền Giang. Người ta thường nói con gái Tiền Giang thường rất mộc mạc, thật thà, chân chất. Không biết anh có thích con gái Tiền Giang không ạ? Không, có thích con gái Tiền Giang không hai anh? Anh cũng thích con gái miền Tây. Đó, anh Sang anh thích nè. Anh Sang ở miền nào? Dạ em ở miền Tây. Tỉnh nào? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Ôi Vĩnh Long Tiền Giang sát bên. Tiền Giang cái chạy cái rẹt xuống Vĩnh Long chạy nhẹ lên cái tới Tiền Giang. Dạ. Gần gũi vô cùng. Rồi em ở đâu? Còn Nhật Tuấn. Dạ em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Bay xuống Tiền Giang có 70 cây hơn thôi. Về ăn tô hủ tiếu xong chạy lên ấm lòng. Sau khi nghe bốn cái giọng của bốn bạn gái đều dễ thương, cảm giác gần gũi, rung rung với vị trí số mấy? Sang trước nè. Em thích giọng nói của bạn gái vị trí số 3. Gần gũi, nhẹ nhàng. Còn Tuấn? Dạ em thích hai bạn, bạn số 2 và số 4 mà. Giọng của bạn số 4 nghe rất là dễ thương, và giọng bạn số 2 nghe rất là chuyên nghiệp và chỉnh chạc nha. Mới có nghe cái giọng thôi, chưa có thấy cái một cái gì cá tính hết. Mời các bạn cho mình xem ốp lưng điện thoại trước ạ. Đây là bốn cái ốp lưng. Sao số 3, số 4 hơi giống nhau ha. Dạ. Bạn số 2 thì là cái đơn nền giản màu đỏ, nhưng mà cái ốp lưng lại là màu đen, rất là cá tính. Dạ không, thật sự là cái ốp lưng của em là nó màu xanh. Màu xanh đen á. Dạ đúng rồi, nhưng mà do chiếu lên đây chắc là nó thành màu đen. À màu đen ha. Nhưng mà nó không có ý nghĩa gì hết á, tại do cái ngày mà em mua điện thoại đó, em được tặng ở voucher mua phụ kiện. Với mình thì mình ấn tượng với chắc là bạn số 4 quá, tại vì cái hình nó dễ thương. Mèo không là mèo. Nhưng mà à, tôi với Hoàng không có là cái gì trong này hết trơn á. Bây giờ quan trọng là Tuấn với Sang. Sang em thích cái ốp lưng của bạn số 1, số 2, số 3, số 4. Bây giờ suy nghĩ thì với nhìn thì em thấy lại thích ốp lưng số 2 hơn.
tại sao? Tại vì em thấy cái ốp lưng số 2 nó đơn giản. Còn với Tuấn? Em thích ốp lưng của bạn số 4 Tại vì nhà em cũng có nuôi mèo nữa. Nhà em giống có... chị, có vấn đề là phải thích nuôi mèo hay không mà tự nhiên cái lưng á, dạ, hài hòa dễ thương. Dạ. Cái nền bên trong cái điện thoại hồng hồng nó nữ tính. Dạ, ha. Dạ đúng. Ở nhà anh thích ăn cá lắm, thấy xương cá không kìa. Cũng đúng luôn. Dạ, hợp. Các bạn thấy chưa, chỉ cần một cái ấp lưng thôi mà chúng tôi đang rất lãng mạn dễ thương. Kế bên anh Hoàng rapper, anh tào lao, anh khoái ăn cá, anh giờ thấy cái bộ xương cá đang thèm. Cái ấp lưng của bạn số 3 cũng dễ thương mà. Dạ, happy day kìa. Ừ, ngày vui rất lạc quan. Dạ, từ hồi mà em mua cái điện thoại của em đang xài á, là em xài một cái ấp lưng này thôi. Bao nhiêu năm rồi em? Dạ khoảng hơn một năm rồi. Thôi bây giờ cho mình coi màn hình điện thoại đi, màn hình khóa. Ai chà, bốn phong cách khác nhau nha. Cái giờ này mà đẩy ba cái đồ này ra, em số 4 báo cho chị biết em để cái món gì trên đó vậy? Quế gì, món gì vậy? Dạ đây là những món ăn kiểu như ăn vặt đường phố. Giống chè quá ha. Dạ, bánh lăng nè, bột lọc bột dừa nè, nước cốt dừa nè, mít nổi quá chị ơi. Bốn dĩa đứa một dĩa. Hợp lý, hợp lý. Mình đứa dĩa coi cũng êm. Mà tại sao bạn lại để hình này? Ý nghĩa gì nè? Dạ tại vì em là một người rất thích ăn uống á. Hay món nào đẹp em sẽ chụp em để điện thoại, là sau đó em sẽ tìm hiểu để nấu những món ăn đó. Nóng luôn. Có nấu được không? Dạ cũng sơ sơ ạ. Từng nấu món gì nè? Bánh lăng, chè, những món ăn của miền Tây như canh em chua. Ơi, bánh lăng khó làm lắm, nếu con gái mà làm được bánh lăng là khéo dữ lắm á. Cái mặt phải láng nha. Dạ, chị làm đâu đâu nó còn nổ bọt á. Thôi bây giờ tới bạn số 3 nè. Thấy cưng quá. Em trai của em á chị. Bạn có mấy người em trai? Dạ em có một người em trai. Mấy tuổi rồi bé Ngọc? Dạ em của em 11 tuổi rồi. À vậy là Vũ đi đá banh được nè. Đúng rồi. Em trai của em thích thể thao lắm, thích bóng rổ với đá banh. Biết gì nè, môn thể thao nào em cũng chơi, em chơi tennis, bóng rổ với đá banh. À vô rồi, vậy được rồi. Chứ mà Ngọc ơi, ba mẹ nhiêu tuổi nè? Ba em thì 43 tuổi, mẹ em thì chỉ mới 40 tuổi thôi. Dạ, mẹ của em nhỏ hơn chị 3 tuổi, ba em thì bằng tuổi chị. Vậy tôi già dữ vậy ta? Không, tinh thần còn trẻ là được. Tôi buồn quá, tôi tràn quá số 2. Hai chàng trai mình có thích nuôi cún không? Sao thích cún không? Thế em thì cũng thích chó nhưng mà lại không thích nuôi lắm. Lý do vì sao không thích nuôi? Em thì em thích nấu đồ ăn nên sợ chó ăn dụng hả? Không phải, làm chó, làm chó hay gì. Vệ sinh, vệ sinh. Con Tuấn. Nhưng mà hiện giờ em chỉ nuôi mèo thôi Còn tại sao? Thật ra con mèo đó là của chị em mang về từ nhà người khác để nuôi giùm mà. Từ đó lúc đầu em cũng ghét mèo lắm, em không thích mèo đâu, em thích chó hơn. Nhưng mà sau nuôi thì thấy nó cũng dễ thương cái thứ, xong rồi nó mới sinh 4 đứa nữa. Cho nên là thấy mèo con. Dạ dạ không, em nuôi 2 đứa thôi, còn 2 đứa còn lại cho chị em với đem cho người khác nữa. Nhà em đông anh em không? Bố mẹ với lại chị hai thôi. Với em? Dạ vâng. Em là Út. Dạ vâng. Hồi xưa là em thích nuôi chó hơn là nuôi mèo. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn thì em có thể bế con chó của em qua nuôi chung với con mèo của anh được không? Dễ thương quá à. Tuấn gãi đầu luôn kìa, đỏ mặt luôn rồi kìa. Tuấn nhà. Dạ, nếu mà chó mèo cãi nhau nhưng mà ba mẹ hòa hợp thì cũng vì con mà hòa hợp với nhau. Yeah. Mẹ thấy sao mẹ? Chắc cười là đúng. Dạ, quá chịu luôn rồi. Quá chịu luôn rồi. Quá chịu luôn rồi. Bây giờ màn hình của bạn số 1 là đặc biệt nhất là vì bạn không chụp chó mèo. Dạ. Em Út đồ ăn gì em gái mà chụp thành phố về đêm. Tại sao em chọn cảnh này? Dạ tại vì nó cho em cảm giác yên bình ạ. Những lúc em buồn thì em thích được đi ra ngoài và đi dạo thành phố. Bạn mở khóa cho tôi coi vào bên trong ạ. Đây, nội dung bên trong. Bạn có xài nhiều ứng dụng không ạ? Dạ có. Bây giờ em cho chị xem hình của gia đình á, hoặc là ăn uống hoặc cái gì em thích. Đây là bạn của em vừa mới gặp để tổ chức sinh nhật cho em. 1, 2, 3, 4, 5. Đối với bạn, bạn nữ số 1 là ai trong 4 người đó? Cái bạn ngồi bì em phải nghĩ là bạn số 3 từ trái qua. À, mái dày một bạc. Rồi, là bạn tóc dài mái ngang. Tuấn đoán sang. Em đoán bạn áo màu da cái bên. Một chút nữa bé ra biết ai à? Cho con hình khác nè. Sầu riêng hen, hải sản hen. Hải sản nè, Nha Trang hải sản. Cá tím hen. Quá trời hen. Ôi trời ơi. Tới bụng hen. Còn này là ở thành phố của em ạ. Nha Trang. Đây Nha Trang đây. Bạn lên đây lập nghiệp có một mình thôi sao? Dạ em của em cũng lên đây học. Dạ có 2 chị em thôi. Dạ em trai em gái nè. Dạ em trai. Chụp nghệ thuật này nọ. Dạ ba em là Minh với bệnh gia. Ba là với bệnh gia cho nên con cũng có gen di truyền. Rồi tới gia đình hạnh phúc vui vẻ. Mình chụp rất đẹp, đồ ăn rất ngon. Cho coi màn hình của bạn số 2 đi. Nghệ à. Cái này mới nghệ nè. Chụp 60 đơn Canon là cũng không có vừa đâu. Máy này bạn tự mua hả em? Hiện ơi, máy của em hả? Dạ không, tại vì em có một sở thích là đi du lịch bằng xe máy á.
nha. Ừ, nên là cái này là tụi em đi chung với nhau thì trong nhóm có một bạn có cái máy này. À, để tạo nét các bạn, tạo nét. Anh thấy một ứng dụng là hợp âm chuẩn. Vậy em có biết chơi nhạc cụ không? Dạ em biết đánh một ít piano mà chỉ là đệm hát thôi. Dạ quá. Em cũng biết chụp hình nè. Em có một máy và em chụp máy cơ luôn. Cho nên là nếu bạn không biết chụp thì mình có thể chỉ bạn chụp. Dạ. Yeah. Kế bên em thích chụp anh đưa em chụp chơi. Có nuôi con chó và nó nuôi mèo, hai đứa gặp nhau coi bộ được. Vậy là em với anh có nhiều sở thích giống nhau quá. Giờ hai đứa coi như giờ gặp cặp thôi, khỏi bàn gì nữa. Em cho coi miếng hình gia đình để chị mới sắp xếp gàn ghế ngồi nội ngoại cho bưng quả mỗi tay. Dạ, tại vì do cái điện thoại này em mới vừa đổi nên là không có nhiều hình lắm. Kể đi mà. Dạ đây ạ. À. Ăn dữ vậy? Dạ không, cái này là tụi em đi chơi với nhau rồi cùng nhau nấu chứ không phải một mình em bên nấu. Đây cũng cua ghẹ tôm hùm nữa kìa. Trời ơi, dạ, em lẩu hả em? Dạ đúng rồi, cái này là lẩu tôm hùm. Mình xem danh bạ đi. Ừ, danh bạ của bạn gọi đi. Cho ai để à? Xem em có lưu ai gọi là cục cưng anh yêu hay trái tim gì không? Danh bạ của em đa số toàn là những tên anh Bảo, mấy anh trong nghề. Anh Đạt. Chân gà là ai vậy em? Chân gà là ai vậy em? Thấy cái anh bán chân gà ở đâu hả? Lâu lâu alo ship tận nơi nha. Chưa cực chưa biết nữa. Bắt thèm chân gà lâu lâu thì gọi. Hôm bữa trời mưa em phải mão mưa ra kêu ảnh làm cho em. Nên là ảnh kêu em là lưu số đi, mốt chỉ cần mưa em gọi anh là anh đem tới nhà cho em luôn. Gà lằn quá. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi ra. Rồi mời màn hình của bạn số 3. Cảm ơn bạn số 2. Thấy cưng không? Coi bộ em cưng em trai ha. Dạ. Tuấn em thấy làm sao? Một người bạn gái mà cưng em trai vậy thì sao nè? Có khó khăn cho em không? Dạ cũng hơi cạnh tranh một tí chị. Hơi cạnh tranh. Còn Sang? Em thấy thì biết lo cho em trai thì có thể là sau này cũng biết lo cho con. Coi bộ cưng em quá vậy. Dạ. Và bình thường thì em hay để màn hình điện thoại là hình của những người mà em yêu quý, giống như là ba mẹ em với lại em trai em. Mà ba mẹ em thì ít không thích chụp ảnh lắm nên là em chỉ để hình em thôi. Bây giờ chúng ta khám phá những hình ảnh cá nhân của bạn đi. Gì vậy? Trà sữa. Đồ ăn nữa chị ơi. Đồ ăn. Không mà chị ơi. Mì cay 7 cấp độ, trà sữa các kiểu. Và dạ, em trai. Mã đẩy đồ ăn lên hoài. Có hình bạn trai cũ không? Dạ không, em không có bạn trai. Bao nhiêu lâu rồi chưa có bạn trai? Dạ đó giờ em chưa có quen ai luôn. Thời đi học thời niên thiếu có không? Năm lớp 9 thì em có thích. Dạ hai đứa em thì ngủ đi uống trà sữa cũng đi chung với nhóm bạn vậy thôi ạ. À. Vậy bây giờ ngược lại nè. Em có một mối tình rồi. Mới một. Bao lâu? Dạ cách đây 2 năm. Mà quen người đó được bao lâu? Dạ được khoảng 2 năm rưỡi 3 năm. Tại sao không tiếp tục mà đứt lìa uổng vậy? Dạ đó là do hoàn cảnh thôi, công việc bạn thì ở Cần Thơ. Còn Tuấn có mối tình nào vắt vai không? Dạ vắt hai vai, vắt lên cổ luôn à. Vắt lên cổ luôn. Là 3 mối tình tổng cộng. 3 mối tình. Dạ. Mối tình nào sâu đậm dài nhất là thời gian bao lâu? Là 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi. Dạ. Dạ cũng dài giá sao thôi vậy? Dạ vì lúc đầu thì cũng bỏ qua những cái khác biệt của nhau để đến với nhau. Tại vì em với bạn đó cũng không có nhiều điểm tương đồng lắm. Nhưng mà em thích là thích tại vì cái thích cái tính bạn đó. Bạn đó rất là quan tâm tới mọi người và luôn đặt cái lợi ích của mọi người lên trước. Và bạn đó có ảnh hưởng rất lớn với tới tính cách của em sau này. Là em cũng biết suy nghĩ cho mọi người trước. Tại sau đó thì cũng vì bất đồng về tính cách quá à. Cho nên là không còn hướng về cùng một hướng nữa. Cho nên là sau đó chia tay à? Dạ. Ồ. Rồi thoát ra ngoài cho chị coi cái danh bạ điện thoại hoặc tin nhắn hoặc bất kể cái gì mà em có thể cho chị coi được nè. Cuộc gọi gần nhất đi. Tại những số lạ không hen, không có lưu lại không luôn. Không có lưu. Không biết có anh bán càng cua không nè. Ờ bán cua. Bên này là bán chân gà. Chân gà. Còn bên này có anh nào bán càng cua vậy không em? Dạ cái này là do em có hay đi quay mấy cái quảng cáo á cho nên là mấy anh chị hay gọi nhưng mà em không có lưu. Rồi, con gái mới 21 22 dạ, tuổi. Chưa nhiều quan hệ. Cảm ơn bạn số 4. Nào, Quế Nhi, hãy cho tôi thấy được bên trong điện thoại của bạn. Cảnh này hoàng hôn hay bình minh bạn? Dạ là hoàng hôn ạ. Ừ, bạn thích hoàng hôn lắm hả? Dạ. Cho mình xem một số ứng dụng của bạn đi. Cũng gọn gàng, không có chơi gì trơn vậy. Dạ không. Cho coi báo thức đi. Coi cái lịch khóa biểu của bạn sao nè. Sao ít ít vậy? Em thích gì lúc giờ đó? Ủa vậy làm cái gì? Cho tôi biết lý do. Em cài lâu, em cũng quên nữa. Ví dụ lần cách nhau 5 phút để đánh thức thôi chứ vậy là kể như giờ nào em cũng vậy đó hả? Em cũng nhớ xem cài gì nữa. Mà đa số là em thức đi là do công việc hay là việc học hay sao? Dạ công việc cũng có, đi học cũng có. Rồi cảm ơn em, mình thoát ra ngoài nào. Em có những cái phần ghi chú gì không? Dạ không ạ. Cho anh xem cái sở thích nghe nhạc của em đi. Điều à nhạc. Trong lúc bạn đó mở thì Sang thích cái gu âm nhạc của bạn là gì? Dạ em thì thích bóp ballad, thích mấy ca khúc của anh Hàn Tuấn hát. À là Hàn nhạc Tuấn, Việt Hàn đúng không ạ? Còn với Tuấn? Còn Tuấn bạn, em. Gu âm nhạc của bạn? Em thì em thấy bài nào em nghe thôi mà em nghe nhiều nhất là mấy bài cũ xưa xưa của Backstreet Boy hay là của em hay là giống nhau đó. Dạ dạ.
Ủa trẻ gì mà sao thấy từ thời Beastie Boys? Dạ hồi đó em vô tình ở với chị. Dạ chị năm nay nhiêu tuổi? Chị em 28, 29 tuổi. 28 mà chị dạ. Thích nghe nhạc đó. Hồi đó chị có cái đĩa nghe và cái, mỗi lần rửa bát rồi. Mỗi lần đi rửa bát là hai chị em mở lên nghe. Có bao giờ phụ chị không hay là để cho chị làm rồi mình đứng kế bên lau lau giả bộ thôi? Dạ không, em cũng phụ nhiều chứ. Hồi đó là dạ hai chị em là chăm lo việc nhà để phụ bố mẹ. Chị hai em đi lấy chồng rồi hả? Dạ lấy chồng rồi. Bởi vậy khi nào chị về là mừng lắm để chị rửa. Đó là bạn Tuấn nha, bốn cô gái yên tâm nha. Tuấn là có con trai một mà con mình ở nhà, bây giờ chị đi lấy chồng rồi cho nên Tuấn có thể phụ vợ được đó nha. Nấu ăn nấu uống đồ dọn dĩa đồ gì được nha. Như vậy là chúng ta đã khám phá được nội dung bên trong của bốn chiếc điện thoại của bốn người đẹp. Chờ đợi xem những cảm xúc thật sự và ấn tượng ra sao đến từ trái tim của hai chàng trai. Và bây giờ xin mời quý vị hãy giả lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ hãy lắng nghe xem ấn tượng của các chàng trai dành cho cô gái nào đây đối với Thanh Sang. Em ấn tượng nhất là bạn số 3. Ở vị trí thứ 3, Trương Mạn Ngọc. Chúc mừng bạn Ngọc. Còn Tuấn? Dạ em giữ nguyên ý kiến ban đầu của em là bạn số 2. Yeah. Bạn số 2. Cho em chọn, em ấn tượng với bạn nào? Ủa vậy luôn hả? Giờ chưa tên cho em hả? Em bạn trai mà. Chà, hồi hộp quá. Bởi vì cả hai bạn đều có khá nhiều điểm tương đồng, dễ thương, đáng yêu. Nhưng mà Bên nội thích chỗ nào số mấy? Dạ. Trời ơi, cái bà đó kìa. Số 1 vậy đó. Bên ngoại thì sao ạ? À? Ủa vậy vậy? Bên số 1, bên số 4. À, đối với Hoàng thì cũng 50-50 lắm. Nhưng mà bắt buộc phải ấn tượng một cô gái thì Hoàng đang ấn tượng nghiêng về bạn Tiểu Nhi ở vị trí số 1. Dạ. Chúc mừng Tiểu Nhi. Hoàng cảm thấy là chưa có nhiều độ rung về tần số thôi, với hai thằng trai này thôi. Tôi thấy anh là anh thấy bốn cái dĩa bánh hồi nãy. Anh định mời cô ra đây cô phát cho đứa một dĩa. Thôi bây giờ mình mời gặp gỡ Hoàng cách đón bạn số 4 nha. Xin mời Quế Nhi. Ngày chia tay mối tình đầu, mây vẫn màu trắng, nắng vẫn còn vàng, nhưng trời chẳng còn xanh, bởi lẽ Nhi chẳng còn anh. Hôm nay tại tần số tình yêu, Nhi cũng chẳng thể bước cùng một trong hai bạn nam, nhưng hứa sẽ sống tốt hơn, suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, chậm lại vài nhịp để chờ đợi một tần số phù hợp hơn. Cảm giác như thế nào nào? Dạ, hôm nay em đến đây trước tiên cảm thấy rất là vui. Mặc dù là không tìm được tần số của mình nhưng là em cũng chấp nhận điều đó không sao. Cảm ơn em. Còn hai chàng trai có gì động viên Quế Nhi không nào? Tại vì anh thấy em cũng còn hơi nhút nhát. Tại vì em cũng là sinh viên đúng không? Thì mình không là cùng tần số nhưng mà mình vẫn là bạn được, vẫn là anh em được. Còn Tuấn? Nhưng em thì em những bạn hơi hướng ngoại một tí, một bạn tự tin một tí. Cho nên còn bạn Quế Nhi thì em cảm giác hơi trầm cho nên là em không nghĩ là hợp với không em lắm. Số. Dạ nhưng mà rất là bạn cũng có những sở thích rất là hay. Hy vọng gặp lại em nha. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Tạm biệt Quế Nhi.